50m tự do nam chung kết. Những cái tên cực kỳ ấn tượng: Lê Nguyễn Pau, chung kết 50m tự do nam. Các vận động viên chuẩn bị. Năm mươi mét rất là nhanh. Bắt đầu. Đây là danh sách chính thức thành tích. Trên bảng điện tử là kết quả chính thức của đi chung kết 50m tự do nam. Lễ trao huy chương cho vận động viên 50m tự do nam Lương Jeremy Loic Nino, Hoàng Quý Phước và Lê Nguyễn Pau.